Đang chuẩn bị vô mùa thu hoạch lúa đó anh chị ơi, trồng lúa que xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đó, thì chăm sóc cỏ mới có lúa, có cỏ, có nguồn thức ăn cho bò nha anh chị. Tận dụng nguồn phân bò thì mình chăm sóc cỏ đó, tưới tiêu thì cỏ tốt, có cỏ bò ăn nhẹ chi phí, có lợi nhuận kinh tế anh chị ơi. Đó, làm gì cũng phải chăm đó, thì sáng sớm thì thay vì tập thể dục mình xách máy là mình tưới cỏ, ngày nào cũng như ngày nấy anh chị ơi, ngày nào cũng tưới cỏ sáng, ngày nào cũng sáng sớm hay là chiều tối tưới, ngày tưới nha anh chị đó. Thì mùa nắng mình phải tưới cỏ mới xanh tươi tốt, lúa thì chín thì mình thu hoạch vô mình tận dụng nguồn rơm mình trữ lại anh chị ơi, tích trữ. Giá mùa này, mùa lúa này số lượng lớn thì rơm nó rất rẻ anh chị ơi đó, sông nước thì cũng cỏ mênh mông nè đó. Này có chiếc xuồng nhỏ nhỏ mình hút lên cũng được anh chị ơi đó, đám cỏ nào tên tươi tốt nha anh chị đó. Còn lúa thì mênh mông nè anh chị ơi, trồng lúa này lúa nếp nha anh chị, thì năm nay cũng được mùa trúng giá anh chị ơi đó. Rồi lúa thì cũng trúng anh chị ơi đó, thì chưa thu hoạch nhưng mà theo quan sát thì cũng kinh nghiệm nhiều năm thì mùa lúa này có thể là bội thu anh chơi đó, cũng đạt hơn nhiều mấy năm rồi đó. Thì lượng rơm thì cũng cuốn lúa trúng thì rơm được nhiều nha anh chị đó, đồng lúa của em đó anh chị, ruộng đồng nhà em đó. Thì anh chị nào có chăn nuôi thì mình cố con trong chăm sóc những con vật đó, thì chăn nuôi bò giống Long An luôn cung cấp những con giống chuẩn đẹp tốt để cho anh chị nuôi phát triển kinh tế. Rồi cũng sáng sớm thì cũng kính chúc cô chú anh chị chăn nuôi thuận lợi, làm ăn phát tài đó. Thì nay rồi cũng hết tháng giêng rồi anh chị ơi đó, thì anh chị nào có nhu cầu mua bán bò nuôi bò giống thì bán gì đó thì liên hệ chăn nuôi bò giống Long An ủng hộ em. Em bán những con giống đặc chuẩn, giống tốt cho anh chị nuôi thì bao đồ ra cho anh chị luôn. Rồi anh chị thấy clip hay, kênh hay cho em được đăng ký chia sẻ, em cảm ơn nhiều.